Thưa quý vị, theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 5 năm 2023, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phải tính lãi là gần 16.000 tỷ, chiếm 3,3% tiền phải thu. Việc chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội không chỉ gây ảnh hưởng đến quản lý thu chi quỹ bảo hiểm mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động tại doanh nghiệp. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi hiện đang được điều chỉnh, bổ sung chế tài, xử lý đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nộp và trốn đóng bảo hiểm xã hội. Việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có nhiều nguyên nhân. Trong đó có việc chưa xác định, quản lý chặt chẽ đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Các giải pháp, biện pháp thanh tra, kiểm tra xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội chưa đạt hiệu quả, khiến công nhân, người lao động thiệt thòi. Việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động hiện nay là cũng có nhiều doanh nghiệp là chưa triển khai đúng cái quy định. Thì cũng có rất nhiều người lao động thì khi mà kết thúc hợp đồng lao động với doanh nghiệp hoặc là có vấn đề sự đến sức khỏe mà cần phải đi khám chữa bệnh thì lúc đó mới biết rằng là có những doanh nghiệp là không thực hiện đúng cho nên là mất đi cái quyền lợi của người lao động. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã bổ sung quy định trách nhiệm của các cơ quan trong xác định và quản lý đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, điều 36. Đặc biệt, đã sửa đổi, bổ sung nhiều biện pháp xử lý, chế tài xử lý tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, điều 44. Trong đó có những biện pháp như ngừng sử dụng hóa đơn, xem xét khởi tố khi có dấu hiệu phạm tội, trốn và bồi thường cho người lao động. Những nội dung này vẫn đang tiếp tục được lấy ý kiến để hài hòa quyền lợi và tránh xung đột pháp luật. Bên cạnh cái việc mà tiếp tục ghi nhận cái quyền của tổ chức công đoàn về vấn đề khởi kiện ra tòa đối với các cái hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người lao động cũng như là tập thể người lao động thì theo quy định pháp luật thì chúng tôi cũng đề nghị thêm, tức là đề nghị là nghiên cứu để quy định cơ quan bảo hiểm xã hội được khởi kiện ra tòa đối với người sử dụng lao động mà trốn đóng cái bảo hiểm xã hội bắt buộc nhằm góp phần bảo vệ cái lợi ích công cộng cũng như lợi ích chung của đất nước. Theo chúng tôi vẫn cần phải khôi phục lại cái khái niệm về chậm, và hơn nữa khi người ta chậm nộp, ví dụ vì những lý do bất khả kháng, hỏa hoạn, thiên tai, những lý do bất khả kháng chẳng hạn, mất năng lực tạm thời thì có thể họ chậm nộp. Về ngừng sử dụng hóa đơn và cái việc mà hoãn xuất cảnh ấy, là quan điểm của doanh nghiệp mong muốn đó, chúng tôi đề nghị là những cái chế tài như vậy thì nên chuyển thành những chế tài về tài chính, quy định các cái mức phạt nó sẽ tăng dần theo cái thời gian chậm nộp thì nó sẽ hợp lý hơn. Để giảm tối thiểu tình trạng người sử dụng lao động trốn đóng cũng như chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, bên cạnh việc tăng cường các biện pháp về thanh tra, kiểm tra cũng như xử lý các vi phạm, cần phải có các quy định để định rõ vai trò cũng như trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội nếu để tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội gia tăng.